V-League 2020 chứng kiến tròn 20 năm kể từ khi VFF quyết định thành lập giải bóng đá chuyên nghiệp vô địch quốc gia Việt Nam V-League. Đã có rất nhiều chân sút chất lượng khẳng định được tên tuổi của mình trong suốt lịch sử của giải đấu. Cùng kênh YouTube VFF Media nhìn lại top 10 cụm bài ghi bàn sút nhất tại V-League tính đến thời điểm hiện nay các bạn nhé. Tình huống ấn tượng nhất của Melo là tình huống 10. Timothy Azambe, 79 bàn. Trong 7 năm thi đấu tại V-League từ năm 2009 cho đến 2016, tiền đạo người Nigeria đã ghi được 79 bàn thắng cho 6 câu lạc bộ mà anh khoác áo, gồm Hòa Phát Hà Nội, Hà Nội ACB, Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tháp, Zvezda Ninh Bình và Thanh Hóa. Đi đến đâu, Timothy cũng là tiền đạo chủ lực của câu lạc bộ chủ quản. Anh cũng đã từng giành danh hiệu vô phá lưới cùng Hà Nội ACB tại V-League 2012. Lê Huỳnh Đức, 79 bàn. Vị thuyền trưởng của SHB Đà Nẵng thời điểm hiện tại không những là một trong những tiền đạo có thành tích ghi bàn tốt nhất trong lịch sử của đội tuyển Việt Nam mà còn là chân sút lừng danh ở đấu trường V-League. 10 năm thi đấu ở giải đấu số 1 Việt Nam, Huỳnh Đức chơi 126 trận và có được 79 bàn thắng trong mùa 2 câu lạc bộ là Công an Thành phố Hồ Chí Minh và SHB Đà Nẵng. 8. Nguyễn Văn Quyết, 81 bàn. Kể từ khi chuyển sang thi đấu cho Hà Nội TNT, sau này là Hà Nội FC từ Viettel, Văn Quyết luôn chứng tỏ được tầm ảnh hưởng với đội bóng chủ quản. Tại V-League, sau 9 mùa giải, tiền đạo sinh năm 1991 đã có 81 bàn thắng, vẫn đang ở độ tuổi sung mãn nhất trong sự nghiệp, lại vừa ký hợp đồng 3 năm với các nhà đương kim vô địch V-League. Văn Quyết hứa hẹn sẽ nâng cao thành tích ghi bàn của mình tại sân chơi số 1 của bóng đá Việt Nam trong những mùa giải tiếp theo. 7. Gonzalo Magrón Clay, 81 bàn. Xếp ở vị trí thứ 7 trong bảng danh sách này là tiền đạo thi đấu rất ăn ý với Văn Quyết. Trong những năm tháng thi đấu cho Hà Nội TNT, Gonzalo Magrón Clay 8 năm cống hiến cho đội bóng thủ đô, anh đã trở thành một trong những cầu thủ được người hâm mộ yêu mến nhất khi ghi được 81 bàn thắng sau 138 trận ra sân. Kết thúc hợp đồng với Hà Nội TNT, Gonzalo còn thi đấu thêm một mùa giải 2018 cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không để lại dấu ấn nào trước khi trở về quê nhà thi đấu vào đầu năm 2019, khép lại 10 năm chinh chiến tại Việt Nam. 6. Antonio Carlos, 94 bàn. Siêu tiền đạo sinh năm 1979 đã trải qua một sự nghiệp khá dài ở Việt Nam khi anh từng thi đấu cho Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn, Gạch Đông Đông Nam An, Sài Gòn Xuân Thành và Vinsem Hải Phòng. Trong đó, thành công nhất phải kể đến những năm tháng anh cùng với các đồng đội tại Đông Đông Nam An giành hai chức vô địch V-League liên tiếp vào các năm 2005 và 2006. Năm 2012, Antonio Carlos cũng hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu của mình tại Việt Nam khi giành thêm một chiếc cúp quốc gia trong màu áo của Sài Gòn Xuân Thành. Sau 10 năm thi đấu tại Việt Nam, chân sút người Brazil đã có 94 bàn thắng tại V-League. 5. Nguyễn Anh Đức, 106 bàn. Trước khi thi đấu tại Bình Dương, chân sút sinh năm 1985 đã từng có 1 năm thi đấu tại câu lạc bộ Ngân hàng Đông Á khi mới chỉ 19 tuổi. Kể từ năm 2006 cho đến khi giãn từ sự nghiệp sân cỏ sau mùa giải năm ngoái khép lại, anh luôn đóng vai trò là cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn đến thành công của đội bóng thất thủ. Suốt thời gian này, anh Đức đã ghi được 106 bàn thắng và cùng với BKM Bình Dương giành 4 chức vô địch V-League vào các năm 2007, 2008, 2014 và 2015. 4. Huỳnh Castillan Vét, 107 bàn. Tiền đạo gốc Brazil được câu lạc bộ BKM Bình Dương đưa về sân Gò Đậu vào năm 2005. Ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu ở Việt Nam, anh đã giành danh hiệu vô phá lưới với 21 bàn thắng. Huỳnh Castillan Vét cũng đã hai lần được nâng cao chức cúp vô địch V-League vào các năm 2007 và 2008. Ngoài BKM Bình Dương, anh cũng đã thi đấu cho khá nhiều câu lạc bộ khác ở Việt Nam như Hoàng Anh Gia Lai, Xuân Thành Sài Gòn, Đồng Nai, Sana Khánh Hòa Bỉ Việt Nam và gần nhất là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Chân sút sinh năm 1981 này đã có cho mình 107 bàn thắng, đứng thứ tư trong danh sách những cây sân bàn xuất sắc nhất trong lịch sử tại V-League. 3. Lê Công Vinh, 116 bàn. Tiền đạo sinh năm 1985 không những là chân sút hay nhất mọi thời đại trong bóng đá đội tuyển quốc gia mà còn nằm trong top 3 tiền đạo sân bàn hàng đầu tại giải đấu cao nhất Việt Nam. Trải qua 12 năm thi đấu trong mùa các câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, Hà Nội TNT, Hà Nội ACB, BKM Bình Dương, anh lại có trong riêng mình 116 bàn thắng cùng với danh hiệu vô địch V-League với BKM Bình Dương vào năm 2015. 2. Đỗ Melo, 137 bàn. 10 năm thi đấu ở V-League là quãng thời gian Đỗ Melo gắn bó với SHB Đà Nẵng trước khi chuyển sang thi đấu cho Dương Nam Hà Nam Định từ đầu mùa giải năm nay. Sở hữu chiều cao khủng cùng với khả năng chọn vị trí cực nhạy, chân sút gốc Argentina chính là chủ nhân của 3 danh hiệu vô phá lưới liên tiếp vào các năm 2009, 2010 và 2011.
anh cùng với SHB Đà Nẵng đã hai lần nâng cao chức vô địch V-League vào các năm 2009 và 2012 với thành tích 137 bàn thắng. Tính cả hai pha lập công mới nhất trong màu áo của Dương Nam Hà Nam Định, anh trở thành cây săn bàn tốt thứ hai trong lịch sử. Một, Hoàng Vũ Samson, 189 bàn. Hoàng Vũ Samson là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử V-League. Anh đã có 13 năm chơi bóng ở Việt Nam và thi đấu trong màu áo của Than Quảng Ninh, Tập đoàn Cao su Đồng Tháp, Hà Nội FC, Quảng Nam và mới đây nhất là Thanh Hóa. Tại các câu lạc bộ kể trên, cầu thủ này đã ghi được 189 bàn thắng ở giải đấu số 1 Việt Nam và là chân sút có thành tích ghi bàn tốt nhất trong lịch sử. Anh cũng đã có được 3 chức vô địch V-League trong màu áo của Hà Nội TNT trước kia và Hà Nội FC bây giờ vào các năm 2013, 2016 và 2018. Trên đây là 10 chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử của V-League. Các bạn ấn tượng nhất về cái tên nào? Cùng để lại ý kiến của mình tại phần bình luận nhé. Và lần này thì Hoàng Vũ Samson đã không bỏ lỡ cơ hội.